Xin chào tất cả các anh em nha. Video này hướng dẫn cho các anh em tham gia chương trình góp từ một dự án Decima Finance. Chương trình góp này mới ra hôm qua nha các anh em. Để tham gia dự án các bạn click phần link mô tả, bấm nút start để chat chatbot. Rồi tất cả anh em chờ lót dán nè anh em. Con này tổng cung nó có 6.000 tóc cần tất cả anh em ơi. Không chấm khi tham gia dự án tất cả anh em. Nhận ECB anh em lưu giờ cấp trang tất cả anh em, mình gặp cấp trang này khó nóng lạnh luôn nhưng mà cái mình cố gắng anh em ơi, mình thì kỹ cái cấp trang này là mình gõ hoài không có chính xác không, nhưng mà thấy dự án ngon mình cố gắng làm tất cả anh em. Rồi anh em nhấp vào một tôi không phải là người máy này tất cả anh em. Rồi anh em nó kêu dòng chữ đây nó kêu nhấp vào hình nào thì anh em nha, nhấp vì mình lâu lắm nên mình cắt bỏ tất cả anh em. Rồi anh em mới xong nó submit nghe các anh em. Rồi anh em bắt đáp là anh em cố gắng làm cái dự án này anh em, dự án này khá là ngon luôn. Rồi anh em bấm nút chat nè, mình tìm những cái nguồn ai góp ngon ngon không cho tất cả anh em đấy. Rồi tất cả anh em chở lót dán nha, đi pha anh em con chắc luôn. Pha tất cả anh em, đây bây giờ mình check cái website của nó tất cả anh em. Để mình coi website của nó. Rồi anh em bỏ chút ít thời gian để mình check thông tin website của anh em. Một ETH là bằng 15 token Decima ngày 16 đang bán yêu nè. Lượng khuyến cáo trên tảng C ngày 25 tháng 10 của phần cho dây đặt cọc. Chương trình IGOP là diễn ra từ 14 tháng 10 năm 2020, bán trước là ngày 16 tháng 10 nè. Ngày 26 tháng 10 sẽ lít sàn Uniswap nè tất cả anh em. Đây là kèo rất là ngon luôn nè. Tổng cung có 6 ngàn tất cả. Rồi tất cả anh em mắt lắp lại. Rồi anh em tất cả anh em bấm vào một continue nè. Bạn bởi gì mình lục kêu muốn chết. Rồi tất cả anh em join vào hai kênh Telegram đó tất cả anh em. Rồi anh em join tiếp kênh channel nữa tất cả anh em. Anh em bắt đáp lại nè. Rồi anh em địa chỉ username Telegram. Anh em vào setting copy em của mình nha các bạn. Bạn nào không biết thì có thể nhắn tin mình. Rồi chứ ai cũng biết rồi mà, tao nói gì đi mà. Rồi follow the world thì các bạn đi tiếp chỉ review bot. Rồi nghe tất cả anh em. Dạ, mai mình sẽ phát biên nữa các bạn ơi. Rồi tất cả anh em lướt xuống bạn like cho nó một bài dự án nữa nè. Phan tất cả anh em. Rồi anh em xuống đây, anh em đứng xuống đây, anh em đi tiếp với comment nha tất cả anh em. Em ghi ra cộng VS. A cộng. Rồi. Rồi tất cả anh em bắt up đi à, mình làm rất sẽ mất thời gian, mình cắt bỏ nên cái máy mình nó hơi dập. Rồi tất cả anh em điện địa chỉ UC em tới mình vào nghe tất cả anh em VNH9. Rồi tất cả anh em gỡ nghe tất cả anh em. Rồi anh em mở cái link hồi nãy nghe tất cả anh em, mở cái link từ quýt hồi nãy anh em vào theo word coi. Anh em bấm vào từ quýt cho trả lời nè tất cả anh em. Rồi anh em chờ cho mình lót chút cái máy quá lót chậm anh em ơi. Rồi anh em lựa cái bài hồi nãy anh em tag ba người bạn nha các anh em, sao chép liên kết dự án Decima Finance nè. Rồi tất cả anh em bắt trả lời con bot cho mình nè. Anh em bắt vào cái link từ quýt đi nè. Anh em phim qua người bạn nữa. Rồi tất cả anh em gỡ nha tất cả anh em. Rồi nó kêu tất cả anh em điền địa chỉ email vào nha tất cả anh em. Email anh Quỳnh. Hồi nãy cái website của nó mình chat rồi không có
thì mình bắt email thôi anh em. Địa chỉ C20 các anh em. Bên dưới chút toilet. À giá con này vào ngày 22, vào ngày 22 nó phân phối nha các anh em, 23 lít sàn luôn. Hy vọng nó về một cái nha các anh em. Cho tất cả anh em cái tiền cà phê. Rồi. Chứ coi này mình anh em không thắng từ từ các anh em. Đừng có nôn. Coi giang rồi tất cả anh em gỡ anh em chờ cái mod lót chút của ta các anh em ơi. Rồi anh em bấm vào một cái link nè để lấy đường ghép sẻ các anh em. Hy vọng nó không khói, mình thấy có website Google Maps đàng hoàng, mỗi một lượt ghép tất cả anh em nhận được 0.00 SCB. rồi anh em bấm vào balance để check số cần các anh em. Rồi các anh em, con này yêu cầu cho các anh em một ghép quá. Mình chưa biết bấm vào quýt gao thôi kìa. Nó yêu cầu ghép không đó các anh em. Không.